Kính thưa quý vị, nước Nga đã trục xuất 40 nhà ngoại giao của Đức. Bộ Ngoại giao của Nga đã triệu đại sứ Đức và thông báo trục xuất 40 nhân viên ngoại giao nước này. Đáp trả động thái của Berlin hồi đầu tháng, chúng tôi đã triệu tập đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Đức là Geza Andrea von Gier để trao danh sách 40 nhân viên ngoại giao không được chào đón tại nước Nga. Đây là phản ứng tương xứng với quyết định của nội các Đức. Bộ Ngoại giao Nga đã ra thông cáo cho biết, ngày hôm nay 25 tháng 4, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết Berlin đã dự đoán về bước đi này, nhưng khẳng định đây là động thái hoàn toàn vô lý. Bà nói rằng các công dân Nga bị trục xuất khỏi Đức không làm nhiệm vụ ngoại giao một ngày nào. Trong khi những người phải rời Nga không làm gì sai, Hoa Kỳ và đồng minh không cắt quan hệ ngoại giao với Nga sau khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24 tháng 2. Song đã áp đặt biện pháp trừng phạt và hạn chế đối với các cá nhân và nền kinh tế của Nga. Hàng trăm nhân viên ngoại giao Nga đã bị phương Tây trục xuất với nhiều lý do, trong đó có hoạt động gián điệp. Suốt 2 tháng qua, Moscow đã bác bỏ cáo buộc và đáp trả bằng những lệnh trục xuất với số lượng tương xứng đối với các quốc gia nào mà đã trục xuất nhân viên của họ.